Và trong clip tiếp theo buổi chiều ngày 18 tháng 4, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một chiếc đầu CD đến từ Anh Quốc. Đó chính là chiếc đầu CD của thương hiệu Cambridge Audio và model của chiếc đầu này là Azud 540C. Đây là một chiếc đầu CD đến từ Anh Quốc, cho nên là nguồn điện của nó là nguồn điện của châu Âu, 230V. Về hình thức của chiếc đầu CD này thì chúng ta có thể nhìn qua. Đây là một model rất là cao của hãng Cambridge Audio. Chiếc đầu CD này thì nó đầy đủ điều khiển. Đây là cái phần mặt sau của chiếc đầu CD Cambridge Audio Azud 540C. Và như tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình thì ở phía sau này nó có 3 tín hiệu đầu ra, gồm cổng quang, đồng trục và RCA. Hiện tại thì Việt Vinh đang dùng cổng RCA. Nếu mà trong 3 cổng này để mà nghe hay nhất, đó chính là cổng đồng trục là nghe hay nhất. Chiếc đầu CD này thì nó đến từ châu Âu, cho nên là nguồn điện của nó là nguồn điện 230V. Đấy, anh em nhìn chưa, nguồn điện 230V và công suất tiêu thụ của nó là 40W. Đấy, mọi chữ nghĩa của nó ở phía sau đây, anh em có thể nhìn qua. Và chúng ta có thể nhìn. Số seri của nó là 0003. Chiếc đầu CD này là một chiếc đầu CD nguyên bản. Anh em có thể nhìn ốc của nó, tất cả có nguyên bản, chưa được mở ra bao giờ cả. Và để mà mở được chiếc đầu CD này, để mà xem cái nội thất của nó thì chúng ta phải mở những chiếc ốc rất là nhỏ. Đấy. Và bây giờ VP xin mời tất cả anh em chúng ta cùng nghe chất âm của chiếc đầu CD này. Rồi, anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về chiếc đầu CD Cambridge có model là Azud 540C. Và chiếc đầu CD này Việt Vinh bán với giá là hơn 4 triệu đồng. Anh em nào có nhu cầu sở hữu chiếc đầu CD này liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em.